Cách giảng bài tập sống dừng dành cho các bạn học sinh lớp 12. Ở đây chúng ta có lý thuyết, đó là điều kiện hình thành sống dừng trên sợi dây đàn hồi. Trường hợp thứ nhất, L bằng K lambda chia 2. Trong trường hợp hai đầu là cố định, với K là bằng số mũ hoặc K bằng số nút trừ 1. Chú ý ở đây là hai đầu cố định. Trường hợp thứ hai, L sẽ bằng 2K cộng 1 lambda chia 4, với K sẽ bằng số mũ trừ 1 và cũng sẽ bằng số nút trừ 1. Bên cạnh đó thì các bạn hoàn toàn sử dụng được công thức của sóng cơ lambda bằng V nhân T hay là bằng V chia. Và điều rõ hơn, chúng ta sẽ cùng tham khảo một cái ví dụ. Và muốn giải được bài tập, chúng ta cần trang bị máy tính, có thể là 570, 580 hoặc 880 VTG. Trong ví dụ này, chúng ta có một sợi dây đàn dài 40cm, có hai đầu cố định. Khi dây dao động với tần số là 60Hz, thì xuất hiện sóng dừng với hai nhịp sóng tìm vận tốc truyền sóng. Vậy thì để tìm được vận tốc truyền sóng, chúng ta cần phải có bước sóng. Và ở đây các bạn sẽ áp dụng công thức L bằng K lambda chia 2. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có đề bài đó là một sợi dây đàn có hai đầu cố định. Ta áp dụng thức này với K là số bụng hoặc là số nút trừ 1. Vậy thì ở đây xuất hiện sóng dừng với hai bụng, nghĩa là chữ K bằng 2. Và L bằng 40cm. Từ đây các bạn sẽ tìm được lambda bằng 2L chia lại cho K. Và hiển nhiên chúng ta thấy hợp thì được là bằng 40cm. Các bạn có thể đổi sang đơn vị mét nha. Và ở đây bài này tìm vận tốc truyền sóng thì V sẽ bằng lambda chia T hoặc bằng lambda nhân F. V là bằng 40, F là bằng 60. Chúng ta có kết quả là bằng 2400cm trên giây hoặc bằng 24m trên giây. Vậy là chúng ta đã giải xong bài tập sống dừng. Nếu còn khó khăn và thắc mắc gì về môn vật lý, hãy cho biết ở phần bình luận bên dưới video nhé. Chúc các bạn thành công. Học vật lý thì tốt, máy đỉnh.